Xin chào các bạn đã quay trở lại với Gia Bảo Luxury. Thì dạo gần đây tôi thấy rất nhiều vị khách hỏi tôi là lý do vì sao thẻ bảo hành của Rolex bây giờ lại có trước lại có thẻ màu xanh, có trước lại có thẻ màu trắng. Thế thì nhân clip này tôi sẽ giới thiệu với các bạn lý do vì sao mà Rolex sản xuất hai mẫu thẻ khác nhau như vậy. Thì đầu tiên là trên tay tôi đây là mẫu thẻ cũ của Rolex. Thì cái phần mặt trước mẫu thẻ cũ sẽ ghi model của đồng hồ này, số series của đồng hồ trùng với trên chiếc đồng hồ các bạn đang sử dụng. Ví dụ như là mẫu thẻ này của tôi sẽ trùng với cả là chiếc Daytona, một chiếc Daytona bản thép, mặt đen, rất là đẹp. Và hiện tại mức giá nó rất là cao. Đấy, ngoài ra thì mặt đằng sau sẽ ghi là biểu tích bán hàng của chiếc đồng hồ này, chiếc đồng hồ Daytona này. Một phần ô trắng có thể ghi tên hoặc là thông tin các bạn muốn ghi lên đấy. Và phần cuối của thẻ bảo hành sẽ là ngày tháng năm xuất bán chiếc đồng hồ này từ biểu tích. Đấy, đấy là với mẫu thẻ cũ như là như vậy. Còn mẫu thẻ mới thì mặt trước họ đã bỏ hoàn toàn những cái phần model và số series và họ chuyển hết ra đằng sau. Mặt trước chỉ còn cái màu xanh đặc trưng của Rolex và logo và tên của Rolex. Đấy, với mặt sau của thẻ bảo hành mới thì sẽ trên này họ sẽ ghi model của đồng hồ, số series của chiếc đồng hồ trùng với cả trên thẻ bảo hành và ngày xuất bán chiếc đồng hồ này từ biểu tích ra. Họ đã bỏ hoàn toàn cái phần ghi biểu tích và phần có thể ghi tên lên được. Thì với chiếc thẻ bảo hành này của tôi sẽ trùng với cả chiếc Rolex Datejust 126334, một chiếc bản thép mặt ốc khá là đẹp. Đấy. Thì cái điều đặc biệt của thẻ bảo hành mới thì nếu mà với những bạn sử dụng những chiếc điện thoại iPhone công nghệ cao đời mới thì có thể áp cái phần mặt trước của thẻ vào camera đằng sau của điện thoại. Tôi sẽ sử dụng chiếc điện thoại của tôi áp cái phần mặt thẻ trước này của thẻ bảo hành vào trong camera. Đấy, nó sẽ hiện ra đường link chính hãng của Rolex. Trên này thì sẽ hiện về thông tin của Rolex này, về các mẫu đồng hồ, rồi thì đại lý bán hàng, rồi thì trung tâm bảo dưỡng của Rolex và một vài những thông tin khác Rolex họ đề cập đến. Và các bạn muốn tìm về các model của chiếc đồng hồ các bạn đang sử dụng, ví dụ như là chiếc đồng hồ của tôi là 126334. Đấy. Nó sẽ ra các phiên bản thép size 41, có cả phiên bản dây Oyster và phiên bản dây Jubilee. Đấy. Vừa rồi thì tôi đã chia sẻ một vài điểm khác biệt giữa mẫu thẻ bảo hành cũ và mẫu thẻ bảo hành mới của Rolex. Thì các bạn còn điều gì thắc mắc thì có thể để lại dưới phần comment và chúng tôi sẽ trả lời lại trong những video clip lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.